Tuyển chọn ngoại binh đang là vấn đề rất lớn khiến VBA đau đầu tìm cách giải quyết. Thế nhưng Mike Bell đã có lẽ đã tìm được cách để trở lại Việt Nam. Tháng 6 sắp kết thúc, đồng nghĩa với thời gian dự kiến diễn ra VBA 2020 đang đến rất gần. Thế nhưng, cho tới lúc này, 7 đội bóng của giải đấu vẫn chưa thể kiện toàn bộ máy nhân sự. Chưa có bất cứ ngoại binh nào được công bố. Điều đó cho thấy khó khăn của ban tổ chức khi mà Việt Nam vẫn chưa cho phép nhập cảnh. Tuy nhiên, một tia hy vọng đã được hé mở với ít nhất cá nhân Mike Bell cũng như Hà Nội Buffalo. Theo như Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết, hoạt động đi lại giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ được nối lại ngay trong tuần này, đánh dấu bước đầu tiên nới lỏng hạn chế giữa hai quốc gia. Ông Toshimitsu Motegi cho biết, từ ngày 25 đến 27 tháng 6, sẽ có những chuyến bay từ Nhật Bản đưa khoảng 440 doanh nhân và chuyên gia tới Việt Nam. Và nếu tình hình tiếp tục thuận lợi, những chuyến bay giữa hai đất nước sẽ ngày trở nên thường xuyên hơn. Đó được coi là tin mừng với Mike Bell, cầu thủ vẫn đang mắc kẹt tại Nhật Bản. Với cá nhân trung phong sinh năm 1982, dù có thi đấu VBA 2020 hay không, anh cũng bắt buộc phải trở lại Hà Nội. Được biết, vợ và con Mike Bell vẫn đang ở lại thủ đô. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của cầu thủ người Mỹ lúc này là đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình sau nhiều tháng xa cách. Hiện tại, Hà Nội Buffalo cũng đang nỗ lực đưa Mike Bell trở lại Việt Nam. Và nếu may mắn xảy ra, anh có thể đặt chân tới Hà Nội vào đầu tháng 7. Sau đó, trung phong này sẽ phải đi cách ly trước khi nghĩ tới việc thi đấu cũng như đoàn tụ với vợ con. Dù chưa chính thức, nhưng rõ ràng với viễn cảnh như vậy, việc Mike Bell tiếp tục khoác áo Hà Nội Buffalo tại VBA 2020 là điều không cần phải nghi ngờ. Cầu thủ người Mỹ cơ một công việc tại Việt Nam, còn Hà Nội Buffalo gần như không còn sự lựa chọn nào khác. Nói vậy không có nghĩa châu thủ đô bị ép buộc. Sau 3 mùa giải đã qua, họ đã xây dựng đủ niềm tin với chàng ngoại binh người Mỹ. Người hâm mộ Hà Nội Buffalo cũng dành rất nhiều tình cảm cho Mike Bell và gia đình của anh.